Còn đơn nào nữa không? Để tôi xin nốt đây. Dạ không ạ. Mày thế. Anh mua gì đấy ạ? Có pate thì cho tôi 2 hộp. Em ơi, cho chị 2 hộp pate nhá. Dạ vâng ạ. Anh ơi, anh có mua giò chả gì nữa không ạ? Không. À, cho tôi hỏi này. Ở đây hình như có một chủ nữa đúng không? Thế tóm lại là anh mua pate hay hỏi chị dâu tôi đấy? Không. Tôi hay đến mua hàng ở đây. Thấy cô lạ lên tôi hỏi thăm thôi. Em gửi anh. Bao tiền nhỉ? 2,5 triệu. Pate mới lên giá. Tưởng hộp to. 180. Gửi cô. Được thế nào? Alo. Anh đang làm gì đấy? Thì để bốc hàng, có gì nói nhanh lên. Ôi giời ơi, giờ này còn bốc hàng bốc beo gì? Về mà trông vợ anh đi. Huệ bị làm sao ạ? Chả làm sao cả. Dạo này có thằng đầu tóc bóng lộn đi ô tô đến mua hàng, mà chỉ lấy cớ mua đồ ăn để hỏi người thôi. Tóm lại ấy, anh lo mà giữ vợ anh nhá. Không có ngày á, sừng mọc lên tận nách. Cô nói cái gì đấy? Tôi nói sự thật chứ nói gì? Sự thật nào? Vừa có thằng đầu tóc bóng lộn đi ô tô đến tìm chị. Chị có dám nói nó không có gì không? Người ta là khách quen. Tôi lúc nào cũng ở cửa hàng. Đến không thấy người ta hỏi là chuyện bình thường. Cô biết tính anh Khải thế nào rồi đấy. Đừng có suy diễn nữa. Anh về sớm ạ. Sao hôm nay quán em đóng cửa sớm đấy? À, bên nhà có việc, em phải chạy sang xem thế nào. Chứ không phải là em đi đâu à? Đi đâu là đi đâu ạ? Anh lại nghe cô Liễu nói linh tinh rồi. Hay là ngày mai em treo cái biển ở trước cửa ghi là chỉ bán cho phụ nữ thôi nhá. Nhưng mà với những khách tỏ ý quan tâm em ấy, em phải giữ khoảng cách ra. Cứ để người khác thì xào, anh không thích. Vâng, treo lên cho em.